Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, nhu cầu du lịch trải nghiệm khám phá hệ thống đầm phá Tam Giang Cầu Hai đang được phát triển khá mạnh. Các sản phẩm du lịch cộng đồng đang ngày càng được đầu tư hoàn thiện để phục vụ cho du khách. Tuy nhiên, một rào cản lớn hiện nay đó chính là việc đăng ký, đăng kiểm tàu thuyền. Thực tế là từ đầu năm đến nay, nhiều tour du lịch đến với đầm phá buộc phải hủy hoặc giảm quy mô khai thác. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền. Từ đầu mùa du lịch đến nay, chiếc Kohler được cải tiến để chở được một nhóm nhỏ 5 người này là phương tiện mưu sinh của gia đình ông Nguyễn Phong thuộc hợp tác xã du lịch Tam Giang Quảng Lợi. Đầu năm 2023, để đón đầu dòng khách đi tour trải nghiệm đầm phá Tam Giang Cầu Hai, gia đình ông mạnh dạn đầu tư hơn 400 triệu đồng để đóng mới tàu du lịch có công suất trên 5 CV, đủ để phục vụ chở từ 15 đến 20 lượt khách một chuyến. Tuy nhiên, do không đủ điều kiện đăng kiểm, tàu lớn đành phải nằm bờ. Chiếc cô le nhỏ của gia đình lại được trưng dụng để tiếp tục đưa đón khách lẻ. Đây là thực trạng chung của 12 hộ thành viên hợp tác xã du lịch Tam Giang Quảng Lợi. Trong số 12 chiếc đò từ cùng tộc mà lên đây, không có ai đủ đăng kiểm hết. 12 đò rồi thì họ cầm hết. Có thể đi tối đi nhiều việc mà. Đi một chuyến là 20 người. Người chưa thì có mua đi 5 người là nhiều. Thì tiền mua bao nhiêu. Chứ đón khách cũng hạn chế, nên nói chung ngang cỡ độ 8 người, 7 người, đổ lại. Tàu tôi mới thẩm được là 2 tháng, thì mong ra nước để cho tôi đăng kiểm sớm, để tôi phục vụ cho bà con, nhiều khách hơn. Trong năm 2022, Hợp tác xã Du lịch Tam Giang Quảng Lợi nói riêng và Du lịch Đầm phá Tam Giang nói chung đón trên 1.200 tour trải nghiệm đầm phá với hơn 6.000 lượt khách, đem lại nguồn thu gần 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ đầu năm nay, do tàu du lịch không đủ điều kiện kiểm định, mà nguyên nhân được cho là do sản xuất không rõ nguồn gốc, quả niên hạn và mẫu mã thiết kế không hợp quy chuẩn. 12 chiếc tàu lớn đóng mới của các thành viên hợp tác xã không có chiếc nào đủ điều kiện để xuất bến. Điều này khiến cho việc khai thác tour tham quan đầm phá bị tạm hoãn vô thời hạn. 5 tháng đầu năm nay chỉ đón được khoảng 30 đoàn với hơn 600 lượt khách, giảm đến hơn 80%. Thiệt hại kinh tế cho địa phương xã Quảng Lợi nói riêng và du lịch Thừa Thiên Huế nói chung là rất lớn. Hiện nay có 12 thuyền á mà đưa đón khách du lịch thì hiện nay là không được đăng ký đăng kiểm được vì cả này là bà con tự phát để mà đóng. Cho nên là không có cái cơ sở để mà đăng ký đăng kiểm được. Thì hiện nay chính quyền địa phương là làm tốt cái công tác tuyên truyền, vận động các chủ thuyền này không được là dùng các cái thuyền này mà chở khách đưa đón khách du lịch tại địa phương. Về kiến nghị đề xuất, chính quyền địa phương cũng như là các thành viên của hợp xã là cùng mong nhà nước quan tâm tạo điều kiện cho các thành viên xã viên vay cái nguồn vốn ưu đãi để họ chuyển đổi ngành nghề, để đóng mới tàu hoặc là mua tàu để phục vụ đưa đón khách du lịch tại địa phương. Bên cạnh tìm hiểu, khám phá di sản văn hóa, du lịch trải nghiệm biển và đầm phá đang là xu hướng được nhiều du khách lựa chọn khi đến Huế. Mong rằng trong thời gian tới, những nút thắt trong công tác đăng ký đăng kiểm đối với tàu thuyền du lịch trên địa bàn sẽ sớm được cả cấp ngành liên quan tháo gỡ. Qua đó, để ngành du lịch dịch vụ dựa vào đầm phá không chỉ góp phần nâng cao đời sống sinh kế cho người dân mỗi địa phương ven đầm phá, mà còn góp phần tác động tích cực đến công tác bảo vệ môi trường sinh thái thủy sinh của Thừa Thiên Huế.